Quê những lọ kem chống nắng đi, đây là bốn sáp chống nắng dạng thỏi hot chen vừa tiện lợi vừa bảo vệ da tuyệt đối. Các nàng chắc hẳn đã quá quen thuộc với các dòng kem chống nắng dạng lotion hoặc sữa lỏng rồi. Tuy nhiên, kem chống nắng còn có thêm dạng thỏi lăn cực kỳ thuận tiện khi apply lên da đấy. Dù trời có nắng hay mưa thì mỗi 30 phút trước khi bước ra khỏi nhà bạn cũng cần thoa lên bề mặt da một lớp kem chống nắng vừa đủ và dặm lại sau mỗi 4 tiếng để bảo vệ da tốt nhất có thể nhưng có một thực trạng là đa số các tuyết kem chống nắng đều có hình dáng cồng kềnh và khiến bạn gặp khó khăn khi mang theo. Chính vì vậy nhiều loại sáp chống nắng thỏi được thiết kế chỉ nhỉnh hơn thỏi son một chút xíu đã được ra đời. Thay vì tha lôi một chai kem chống nắng 300ml to bự bên mình thì một thỏi sáp chống nắng bé xinh sẽ là lựa chọn tiện lợi hơn hẳn cho các cô gái. Hãy cùng em đẹp điểm danh những loại kem chống nắng dạng thỏi được yêu thích nhất, biết đâu bạn lại tìm được chân ái cho mình thì sao. Perfect UV Protection Stick Oil Control SPF 50+, và cộng cộng cộng. Dòng sáp chống nắng của Innisfree này chứa chỉ số chống nắng SPF 50, mang tác dụng chống tia từ ngoại và kiểm soát nhần hiệu quả. Ưu điểm của em này là cực kỳ nhỏ gọn, chỉ như một hỏi son, thích hợp với nàng nào tham gia các hoạt động ngoài trời nhiều. Chất kèm dạng sáp nhưng lên da khá mềm, dễ tán, mỏng nhẹ, tự nhiên và nâng tun một chút. Power Block Con SPE 50 cộng 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 cộng. Power Block Sun Stick SPF 50 cộng 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 là sáp chống nắng dạng sáp tiện lợi bảo vệ làn ra khỏi tác động của ánh nắng mặt trời gay gắt. Nếu bạn đang muốn tìm một dòng kem chống nắng dạng thỏi giá bình dân thì hãy mua ngay sản phẩm này của APU nhé. Ưu ừ điểm của em này là chất lượng tốt mà giá cả khá mềm với độ nâng tuôn tốt của apu thì chỉ cần tí son và má hồng thì bạn đã sinh dạng người rồi có lột lưu ý là sản phẩm có mùi hương nhẹ nhẹ bạn nào bị dị ứng với mỹ phẩm có mùi thi nên cân nhắc trước khi dùng nhé Stick uv protector đây là thỏi kem chống nắng tích hợp cả kem nên vừa có công dụng trang điểm dưỡng da đẹp và mềm mại lại giúp cung cấp bảo vệ chống tiêu uv có hại Stick uv protector có ưu điểm chống nước và lâu dài cả ngày tạo lớp nền hoàn hảo, che phủ mọi khuyết điểm rất tốt. Hơn hết, em này còn chứa công thức anti-aging chống lão hóa da đáng kể nên dù bạn không phải là tín đồ của CC đầu thì CC đầu Peer stick UV Protector vẫn luôn là một lựa chọn tuyệt vời. Mr. Onora z Block Press Sun Stick SPF50+ cộng Nisa on oral Z-Block fresh sunstick sp ST 50 cộng 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 là thỏi kem chống nắng phù hợp cho mọi loại da, đặc biệt da dầu do nhờ có khả năng kiểm soát dầu tốt. Công nghệ hai lớp độc quyền double layer giúp kem kháng nước và bền vững khi tiếp xúc với nước, mồ hôi, tối ưu tạo lớp màng bảo vệ hiệu quả. Tiếp đến, kem còn được bổ sung các chiết xuất thiên nhiên như chiết xuất bạc hà, trà xanh và cây phỉ còn giúp da dịu mát chống lại sự oxy hóa và ngăn ngừa lão hóa da. Kem có mùi thoang thoảng giống hương chanh rất dễ chịu đồng thời lớp kem sẽ lưu lại trên da cả ngày mà bạn không cần phải bôi lại nhiều lần. Loan mạc, tổng hợp, hình ảnh, minh họa.